đà thân chương nhớ con này chữ toán đề từ thế chân chánh hành gồm bốn đồ tâm tạng phẩm tế phẩm kính lễ và phước điển vô thường trong nhân văn hóa sa hoa thi nhân vi hara thi chế ta hoa đề ana ta đề di ca sa a ra mi a ta khổ a nhu ra ra di va ta mi ca na nhu ra thi ya a phi can ta va nga ki va ra ca pan chế ta va na ngô pa se toa ye na pa ka va te nu pa sang ka mi toa pa sang ka mi toa pa ka va na ka pi va Chấm sông và
pháp dư minh là nguyên của mạnh vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tin công thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thường hóa thường nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao Nam mô Bụt Tha Cha. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phao Thó mỗi ngày 2 giờ. Quý vị đợi chút nha. Giờ mùa hè Việt Nam từ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Hiếu Thân từ 7:30 đến 9:30 sáng. Xin đọc lại nha. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phao Thó mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney từ 11:00 tối đến 1:00 sáng. Con khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 28/12/2019 Phật lịch 2560. Để bài học hôm nay là Trung Bộ Kinh bài 23. Kinh gồm mỗi tiếp theo từ câu 339 đến 346 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm định lệ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bố Thầy, dạ chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bây giờ tiếp theo sau đây thì con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy, dạ. Nam mô Thầy. Cũng may là chúng ta về kịp lúc. Ở chiều hôm nay chúng tôi cùng với chư tăng chùa Vĩ Giác, chùa Xu Lý đi lên chùa Quán Nghiêm của Thượng tọa Tây Nguyên để tụng kinh đám tang cố đại đức Tuệ Lực. Trên đường về ngỡ rằng sẽ bị kẹt xe thì về trễ nên có báo với thượng tọa tăng để thỉnh thượng tọa trực đẳng dẫn nhập, nhưng mà chúng tôi vừa về kịp lúc. Bây giờ dẫn nhập bài học ngày hôm nay đó, kính bạch chư tăng, kính thưa vị, chúng ta tiếp tục học phần sau của bài kinh Gò Mối. Chúng ta hãy tìm hiểu và những cái ẩn ngữ và cái then cửa đồng nghĩa với vô minh, con nhái đồng nghĩa với sự phẫn nộ, con đường hai ngã đồng nghĩa với nghi hoặc, cái đồ lọc sữa đồng nghĩa với năm triền cái, con rùa đồng nghĩa với năm thú quẩn, con da phai là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, biên thịt đồng nghĩa với hỷ tham, và cuối cùng rắn đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã đoạn trừ các lòng hoặc. Đó là những ẩn ngữ phần sau của bài kinh Gò Mối. Mỗi một ẩn ngữ khi được Đức Thế Tôn người giải thích vĩ nghĩa như là vô minh, sân hận, nghi hoặc, triền cái, vân vân. Vì sao mà Đức Phật này, vì sao ở ngữ đó có ý nghĩa như vậy? Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày thứ bảy, giảng giải. Và trước hết thì xin mời Sư Cô Kê Ma đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Tân giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thu, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Hôm nay là thứ bảy, ngày 28 tháng 12 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Himanikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 23, Kinh Gò Mối. Tiếp theo, từ 339 đến 346, sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy. 339, nếu hiểu thế nào câu cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh, đem then cửa lên là từ bỏ vô minh này. Then cửa là để khóa cổng lại. Vô minh trong ẩn ngữ này chỉ cho sự thiếu ý thức về sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và phương thức diệt khổ, như là tiếng khởi đầu cho hành giả tu tập. Hành giả cần có cái nhìn tổng về
những gì cần giải quyết và những gì nên làm. 3:40 nên hiểu thế nào là câu con nhái là đồng nghĩa với bực bội khó chịu. Xin lỗi Từ Mẫn nha, Từ Mẫn làm ơn đừng có phót bài lên nữa nha, trong khi đang đọc chánh kinh mà phót bài lên nữa tôi thì già cả rồi, cái tôi đọc lộn cái tội nghiệp lắm đó nha. Con nhái là hình ảnh của đụng tới thì nhảy. Ở đây chỉ có phản ứng của hành giả, một tâm trạng thường có đối với người tu tập là phản ứng đối với sự việc xảy ra ở chính thân tâm hay hoàn cảnh chung quanh. Thường là phản ứng bực bội do trống vắng, dục lạc hay khó chịu khiến tâm bị dao động. Khi chánh niệm đủ mạnh thì chỉ có ghi nhận những hiện tượng sanh diệt hơn là phản ứng. 3:41 nên hiểu thế nào câu con đường hai ngã đò đồng nghĩa với nghi hoặc. Con đường hai ngã là ví dụ của sự phân vân lưỡng lự hoặc nghi hoặc. Sẽ có một giai đoạn mà hành giả niệm không đủ mạnh và rõ để tạo nên sự phân biệt tinh sát trạch pháp giác chi. Chính giai đoạn này với sự hiện khởi lẫn lộn cả tâm thiện và phiền não tạo thành nghi hoặc. Mấu chốt là tiếp tục kiên trì nuôi dưỡng chánh niệm mạnh và rõ thì trạch pháp giác chi sẽ sanh khởi. Sự phân biệt trở nên tinh sát và nghi hoặc sẽ tan biến. 2:42 nên hiểu thế nào là câu đồ lộc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái: dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi hoặc triền cái. Đồ lộc là biểu tượng cho sao hết cái giữ lại là cặn bã. Năm triền cái là dục tham, sân độc, hôn thủy trạo hối, hôn thủy trạo hối và nghi hoặc là năm thành phẩm tự nhiên của tâm sống dục giới. Tuy là thuộc về thô nhưng lại là những gì tồn động cho tới khi năm thiền chi tầm tứ hỷ lạc định được lớn mạnh đầy đủ. Những pháp triền cái này giống như những bản năng cố hữu khiến chúng sanh bị giam lại trong sự tu tập nội tại. 3:43 nên hiểu thế nào là câu con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thức thủ uẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn này. Con rùa với chiếc mai rùa cứng như chiếc giáp để rút đầu và bốn chân vào khi bị đụng tới là đó là ví dụ của năm thủ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức là những gì luôn đi với ái chấp, mạn chấp và kiến chấp. Hành giả cần vượt qua nếp suy nghĩ cố với những sắc chỉ là sắc, thọ thọ chỉ là thọ, sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, cá tiếng do tai nhận thức, cá hương do mũi nhận thức, do vị nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Chữ Asisuna là con dao chặt thịt, vừa sắc bén và có sức nặng để chặt đứt
ám chỉ cho khả năng của khả năng chi phối của ngoại cảnh gã không chỉ có thách thức nội tại chấp thủ năm uẩn mà còn phải cẩn trọng với ngoại cảnh sự chi phối từ ngoại giới vốn một phần do ở thói quen nhiều đời. Đó là những tấn công bất ngờ mà hành giả chỉ cần sao lãng trong giây phút là có thể bị dao động. 344. Nên hiểu thế nào câu miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Miếng thịt đối với nhiều chúng sanh là sự hứa hẹn của ngon ngọt. Ở đây chỉ cho hai trạng thái mà bất cứ hành giả nào cũng cần cảnh giác là hỷ hay sự hân hoan, hay sự hân hoan và tham hay sự dính mắc. Mỗi mỗi sự thành tựu trong hành trình tu tập đều có dấu ấn của hỷ và ái chấp. Muốn chứng nhị thiền phải bỏ sơ thiền, muốn chứng tam thiền phải bỏ nhị thiền. À, ý nghĩ tế nhị ba ô sao còn thiếu một câu vậy, 344 không có câu 345 rồi cái tả 346 liền vậy em. 346 nên hiểu thế nào câu con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ. Chữ naga naga trong phản ngữ có nghĩa là mãng xà, mà cũng có nghĩa là voi hay rồng tùy theo ngữ cảnh. Mạch văn ở đây có thể dịch là con rồng hay long mạch là sự khám phá sau cùng của hành giả chỉ độ đoạn tận toàn bộ phiền não tội giải thoát, hay có khi là sự chấm dứt thọ tưởng tâm giải thoát. Đó là đích điểm cuối cùng của hành giả ngộ giải thoát. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm. Đó là ý nghĩa của câu hãy để yên long mạch đụng chạm tới. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bài chánh kinh đã chấm dứt. Con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Tham Mai. Dạ. Nam Mô Sang Khai. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết nghe rõ. Thì hôm nay đó thì chúng tôi sẽ giảng cái phần kế tiếp, nhưng mà có lẽ là nó cũng nhiều đoạn. Do vậy thì giảng được bao nhiêu đoạn thì sẽ giảng bấy nhiêu, chứ cũng không thể nào mà giảng hết cái phần hôm nay được, vì nó nhiều ý nghĩa chi pháp rất là nhiều. Có phải hôm nay chúng tôi là giảng cái phần cái đoạn số 339 không? Phải không quý vị MC? Dạ. Yeah. Con cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm qua thì chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng cái phần đầu. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng tiếp với cái câu 339. Ở đây đó thì đây là nói về những cái ẩn ngữ liên quan đến cái bài kinh Gò Mối hôm nay. Thì nói cái hang cửa đồng nghĩa với vô minh. Thì thật sự ra thì nếu nói cái hang cửa là cái đồng nghĩa vô minh á, thì chúng ta thấy rằng
Cái vô minh đó là một trong những cái pháp bất thiện, hay là cái nhân tố để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Và cái nhiệm vụ của một cái người tu, hay đây gọi là bậc thiện trí ở trong cái đời sống, cái người có trí, tức là với một cái chúng tôi sẽ cố gắng giảng được bao nhiêu đoạn thì giảng, còn lại thì rất là nhiều. Thì với một người có trí là chỉ cho các cái bậc thánh hữu học, và chúng ta cũng biết đó là vô minh đó là một cái pháp gọi là phiền não để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Thì ở trong kinh đó, định nghĩa đó là vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì trong kinh định nghĩa là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Nếu chúng ta nói rằng là vô minh thì đồng nghĩa với si, khi mà mình nói đến căn bất thiện á, đó là tham sân và si. Nhưng mà cái nhân để tạo, nói đến vô minh tức là nói để nhân để tạo nên cái đời sống khổ đau luân hồi, đó chính là phiền não, bị vô minh tham ái và chấp thủ. Thì nói đến cái đoạn từ vô minh á, thì thật sự ra thì cái vị mà để mà đoạn trừ vô minh là một bậc A-la-hán, một bậc thánh đoạn trừ bậc bậc thánh A-la-hán mới có thể là đoạn trừ được vô minh. Và khi mà nói đến một cái bậc hiền trí, ở đây nó là một bậc trí giả, được như là Đức Phật ngài ám chỉ ở đây đó, là chỉ cho các cái bậc thánh hữu học. Và như thế nào được gọi là vô minh đó, thì được ví như là một cái then cửa như vậy, cái then cửa ở trong cái gò mối. Nói một cái vị hành giả mà nỗ lực để mà đào nó lên là sự tinh tấn của một vị hành giả. Nhưng mà khi mà đào lên thì thấy cái then cửa, cái chốt cửa ở đây tính là vô minh. Thì chúng ta thấy cái gọi là vô minh ở đây đó là gọi là không có biết về những sự thật. Chúng ta thường nói đó là mình biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Thì cái biết của mình á, thì sự thật là biết của một cái sự hiểu biết của trong cái thức tri của chính mình. Cái biết của thức tri, biết của thức, tức là biết của cái sự nhận thức của các cái căn cảnh và thức, để chúng ta có cái sự nhận biết cái việc đó nó như thế này thế nọ. Hay hoặc là qua cái kinh nghiệm ở trong cái đời sống, những gì chúng ta đã trải qua. Thí dụ như những cái việc gì mà chúng ta làm, chúng ta đã làm việc đó, hoặc là chúng ta đã thấy cái việc đó, bây giờ chúng ta thấy lại cái vật đó như vậy, thì chúng ta nói mình biết như vậy, hay là mình biết làm như vậy, là mình đã từng làm. Thì cái biết đó là do cái kinh nghiệm, cái biết của cái kinh nghiệm ở trong cái đời sống của chính mình, hay gọi là cái biết của trong cái sự nhận thức biết rõ được các cái căn cảnh. Nhưng mà không phải là cái biết của cái mà cái trí tuệ để phá vỡ cái vô minh. Thì vô minh ở đây là chỉ cho cái bóng tối mà. Bóng tối. Vô minh là bóng tối. Cho nên chúng ta có khi nào mà chúng ta có xem một cái hình mà giáo lý Duyên Khởi đó, tức là vô minh hành thức danh sắc
lục nhập xuất thọ ái thủ hữu, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của một cái tượng biểu trưng cho một cái vô minh là một cái người mà chống cây gậy đi ở trong đêm tối. Chúng ta thấy cái hình đó như vậy, tức là trong đêm tối chúng ta không biết định hình ra sao, thì cái vô minh là đồng nghĩa như vậy. Mà trong kinh nói rằng là một người mà không biết khổ, tức là cái khổ mà chúng ta hiện khởi ở trong đời sống. Trong kinh mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa địa là khổ, hoặc là ghét mà gặp mặt nhau đó là khổ, mà do là chấp thủ năm quẩn cho nên khổ. Tức là chúng ta ái chấp nịch ái ở trong đối với năm quẩn này: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thế là chúng ta sẽ bị cái khổ, bị cái khổ đó. Và cái khổ đó đó thì chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, có mặt ở trong cuộc đời này, thì thường thường đó là người ta nói là mình được may mắn được làm người, đó là mình nói trên cái phước, trên phương diện cái phước hữu lậu. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có hiện khởi đó, thì nó sẽ là kéo theo nhiều cái hệ lụy mà bắt đầu chúng ta nhập thai, có mặt ở trong cái bào thai của người mẹ, rồi khi chúng ta được sanh đời và chúng ta được trưởng thành lớn lên, được nuôi nấng bởi cơm canh bánh trái gì đó, những thực phẩm để nuôi cơ thể chúng ta lớn lên. Thì từ cái mà chúng ta lớn lên, rồi chúng ta trưởng thành, rồi chúng ta nhận thức đó, thì có nhiều cái hệ lụy ở trong cái cuộc sống mà tạo nên cái sự khổ. Và nhiều khi á, chúng ta mượn cái vui này đó, cái vui mà chúng ta gọi là cái vui tạm thời, thời để chúng ta khóa lấp đi cái khổ. Cái khổ mà chúng ta đang gánh đó là khổ của sự sanh ra đời, có mặt trong cuộc đời này, khổ của sự già, khổ sự bệnh và khổ của sự chết. Cái khổ mà cầu muốn không được, chúng ta thường là có những cái cầu toàn. Và có một điều đó là có nhiều khi đó là chúng ta cứ cầu toàn cho cái việc này việc nọ, chúng ta được cái này thì chúng ta lại cầu muốn cái khác, cái khác nó tốt hơn. Thế là tạo nên cái sự khao khát bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Cho nên lúc nào trong lòng, trong của mỗi chúng ta đó, luôn luôn tồn tại trong cái sự khổ. Cái khổ mà chúng ta thường gặp đó là sanh già bệnh chết. Nếu mà chúng ta có ra đời, có cuộc đời này, sanh ra đời này, dù là nam hay là nữ, hay là dân tộc này hay quốc gia kia đó, thì rõ ràng là có cái thân này là khổ. Có cái thân này là khổ. Từ có cái thân này cho nên là chúng ta có cái sự già, rồi chúng ta có cái bệnh. Bệnh thì cái rõ là ai cũng bệnh, bệnh nhiều, bệnh ít. Bệnh không bệnh sớm thì bệnh muộn thôi. Có thân sanh tử này là như vậy. Cái thân tứ đại, thân ngũ quẩn này là vậy. Cho nên cái khổ đó mà Đức Phật dạy là cái khổ mà mình không biết. Mình không biết cái khổ đó. Nhiều khi cái khổ là vì chúng ta có hiện khởi trong cuộc đời này, thì bao nhiêu cái hệ lụy đó, cho nên là nó tạo nên cái khổ. Thì cái khổ này Đức Phật dạy là mình cần phải biết, cần phải biết. Mà với cái biết của mình á, thì rõ ràng là biết của một cái trí tuệ của người phàm phu thôi. Qua cái kinh nghiệm đó, qua cái nhận thức đó, chứ không phải là cái biết của một cái trí tuệ của một bậc thánh, như là một cái con dao hay là một thanh gươm để mà cắt đứt những cái bóng tối của vô minh, bóng tối của phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Cho nên cái khổ này đó, thì mình biết là biết trong cái trí văn của mình, hoặc là mình biết ở trong một phần của cái trí tư của mình, tức là mình có một cái sự suy tư. Nhưng mà biết đó, đó cũng chỉ là biết thôi, không phải, chưa phải là được đạt được cái trình độ tu, tức là trí tuệ của trong đạo tuệ, quả tuệ, mà đặc biệt là nói đến cái trí tuệ của một bậc giải thoát, một bậc giải thoát, đặc biệt là bậc A-la-hán. Cho nên cái vô minh đó là cái khổ đó, đó là gì? Mình không biết, cho nên đó là vô minh. Vô minh.
Cho nên ở trong giáo lý duyên khởi thì vô minh á, thì tạo nên hành, duyên cho hành. Vì mình không biết cái gì hết cho nên là mình có cái sự hành động. Thường là ở bên ngoài á, thường là ở trong cống này á, thì người ta nói là mình biết làm cái đó cho nên mình làm. Nhưng mà rõ ràng là trong giáo lý duyên khởi chúng ta hiểu rằng là vì mình không biết làm cái gì cho nên là mình mới hành đó. Mình hành động theo cái không biết của chính mình, không biết đó. Cho nên là khổ đó, dạ, khổ đó là cái mà Đức Phật, Pháp mà Đức Phật này dạy cần phải biết đó, mà mình không biết, mà chỉ có Bậc Thánh mới biết. Và cái khổ này đó thì không phải là không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta bị cái khổ, mà bắt nguồn từ ở cái tha mái mà ra, tức là cái tập đế đó, cái tập đế đó. Cho nên cái khổ này đó là cái điều chắc thật. Và cái nguyên nhân mà đưa đến đau khổ là do cái tham ái. Cho nên là ở trong mọi cái hoàn cảnh á, người ở trong một cái địa vị nào cũng vậy. Thí dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói ở trong cõi người của chúng ta, thì cái người giàu á, có cái khổ của người giàu. Cái người nghèo á, thì họ có cái khổ của người nghèo. Người có địa vị quyền chức á, thì họ sẽ có cái khổ của người có địa vị quyền chức. Và cái người tay trắng mặt trơn á, thì họ cũng có cái khổ của cái người tay trắng mặt trơn. Cho nên ở đây muốn nói tới cái điều là cái khổ đó đó nguồn từ ở cái khao khát, cái thao mái. Vì mình muốn cầu cho cái toàn, cho cầu toàn cho cái việc này việc kia, thế là tạo nên cái sự khao khát. Và đó bắt nguồn từ ở cái thao mái. Trước nhất á, là mình nói là trong đời sống hàng ngày, mình ở một cái cương vị này thì mình trông ngóng cái cương vị khác. Thí dụ như cái người thì họ đủ ăn đủ mặc, thì họ nghĩ rằng họ muốn cái này thêm chút nữa, thêm chút ít tiền của vật chất này. Họ có chút ít danh vọng thì họ lại muốn thêm một chút nữa. Và không, cái sự mong muốn thêm đó nó không bao giờ mà thấy đủ. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói là dẫu mà mưa xuống ngọc vàng á, cũng chưa thể mà làm thỏa mãn lòng tham con người. Ý muốn nói tức là cái ái tham đó tạo nên cái nguồn động lực khao khát, và đó nó là một cái điều kiện để dẫn đến cái khổ đau. Cho nên là trong cuộc sống này chúng ta cảm thấy như nó là sự khao khát, sự hụt hẫng, sự thiếu thốn. Vì vậy cho nên ngài Ratthabala ngài mới có một cái suy nghĩ, ngài nói rằng nó là thế gian là vô chỗ sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, luôn luôn là làm nô lệ cho tham ái, tức là tự sự khao khát đó. Đó là chúng ta cảm thấy nó là khổ. Cho nên mình thấy là cái người nào cũng vậy á, ông vua thì cũng có cái khổ của ông vua, người thường thì có cái khổ của người thường, chư thiên cũng có những cái khổ của các vị chư thiên, chứ không phải là không có khổ. Cái khổ của các vị chư thiên khác với khổ của mình. Khổ của các vị chư thiên là không phải là làm này làm kia, nhưng mà vẫn có cái khổ, chứ không phải là không khổ. Vì vậy cho nên cái khao khát này đó là cái nguyên nhân, tức là tha mái, nó là nguyên nhân đưa đến cái khổ đau ở trong cái đời sống. Rồi cái thứ hai nữa đó là bây giờ thỉnh thượng tọa giác đẳng, thượng tọa giác đẳng đi tụng kinh, con sẽ tiếp tục giảng được bao nhiêu đoạn thì sẽ giảng bấy nhiêu, rồi sẽ là chư tăng sẽ thảo luận. Thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng cái khổ nữa đó là khổ của cái tham ái nữa đó là chúng ta tham cầu trong cái sự tái sanh, sự hiện hữu. Cho nên đó, vì có dục ái cho nên chúng ta có cái hiện hữu ở trong cõi dục. Vì có cái sắc ái cho nên chúng ta có cái hiện hữu ở trong cõi sắc. Vì cái vô sắc ái cho nên chúng ta có cái hiện hữu ở trong cái vô sắc ái. Cho nên mình ái nhiễm ở đâu thì sẽ chúng ta có sự hiện hữu ở đó. Và hiện hữu đó sự có mặt là khổ.
Cho nên là có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết, mà bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Bắt nguồn từ ở cái tham ái. Và điều đó đối với các bậc thánh thì các ngài thấy rõ được điều đó. Còn chúng ta đó thì người phàm phu thì cũng có thể nhận thức qua cái trí văn, tức là nhờ mình học hiểu kinh điển, mình tìm hiểu kinh điển, rồi mình suy tư ở trong cái lời dạy của Đức Phật, suy gẫm lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có một chút trí tu, nhưng mà chúng ta chưa có một cái kiến trúc, chưa có hoàn toàn là có cái trí tư, trí tu để mà đoạn tận được. Vì vậy cho cái khổ đó là chúng ta phải biết, và cái nguyên nhân đưa đến khổ, giống như hỏi là tại sao mình phải khổ, là bắt nguồn từ ở tham ái. Mình thì cái khổ này giống như là một người mà khát nước thì đi tìm nước muối mà uống mà thôi. Nước muối uống thì sau cái cơn đã khát đó lại là bắt đầu khát hơn nữa, khát hơn nữa chứ không hết khát được, vì mình uống nước muối. Cho nên là mượn với cái hình thức này, chẳng qua là chúng ta thỏa mãn ở mặt này, chúng ta tham cầu ở mặt kia, thỏa mãn ở mặt kia, mượn cái mà thay đổi cho cái kia đó, thì rút cuộc lại là cũng chỉ là nô lệ cho tham ái, như ngài Rá Tha Ba Lá ngài nói vậy. Cho nên thế gian là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, làm nô lệ cho tham ái là vậy. Cho nên là ra đi là mình không có đem được cái gì á, và mình không có cái gì tự chủ cho chính mình. Trong cả sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, không mình không có cái gì mà mình làm chủ được hết á. Nếu mà mình làm chủ được thì chắc có lẽ là nó không có suy tàn, không có già yếu và không có chết chóc, và không có mình bảo nó làm sao thì mình nó phải làm vậy. Cho nên là mình không làm chủ được nữa. Vì vậy cho nên là nhiều khi Đức Phật dạy cho chúng ta đó là tu tập là quán cái sự tử, quán sự chết, để mà mình thấy người ta chết đó, thì mình cũng nhìn lại mình nè, sớm muộn rồi cũng sẽ chết thôi. Như ngày hôm nay thì mới đi viếng thượng tọa Tuệ Lực, anh của thượng tọa Tị Quyền đó, bằng tuổi với chúng tôi, mà thượng tọa thì đã ra đi rồi. Cho nên mình nhìn lại thượng tọa mất thì mình thấy mình cũng hơi buồn một chút, nhưng mà gẫm lại mình thì mình chưa được chuẩn bị cho mình được cái gì thì mình lo chứ, mình cũng lo chứ. Ở đây đó thì rõ ràng là ở trong cái vô minh tham ái và chấp thủ, nó là nguồn gốc của nguồn cơn của sự đau khổ. Và Đức Phật ngài nói rằng ở trong cái gọi là vô minh là mình không biết được những điều đó. Và thứ hai nữa, thứ ba nữa đó là mình không biết cái chỗ tịch tịnh của Niết Bàn, tức là diệt đế đó, mình không biết. Bởi vì Đức Phật ngài thuyết về giáo lý tứ đế đó thì không phải là chỉ ở trong cái luẩn quẩn, không phải luẩn quẩn. Có nhiều người họ nói là Phật giáo là tiêu cực, Phật giáo là giáo lý bi yếm thế bi quan, mà không phải, không phải là Phật giáo là giáo lý yếm thế bi quan ở đây, mà Đức Phật ngài muốn nói lên cái bản chất thật của nó. Dù chúng ta có ở vị trí nào thì cái sự thật nó vẫn là sự thật thôi. Và Đức Phật ngài nói hả, có cái chỗ luân hồi khổ đau á, thì Đức Phật ngài mới nói là có cái mình gọi là có chỗ, có nơi để mà không có chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, đó là tịch tịnh của Niết Bàn. Bởi Niết Bàn là sao? Niết Bàn mình hiểu đó là cái sự, nếu mà gọi là hữu di Niết Bàn á, là một trạng thái chấm dứt hoàn toàn căn nhân sanh tử luân hồi, không còn một chút của căn nhân sanh tử luân hồi nữa, tức là phiền não không còn, vô minh, tham ái và chấp thủ không còn, hay nói chung là các cái phiền não không còn nữa. Bởi vì phiền não còn thì còn nhân, căn nhân để tạo nên cái luân hồi, nhưng mà phiền não không còn thì không còn căn nhân để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Vì vậy cho nên là nói rằng là một vị mà A-la-hán sau khi chứng quả đoạn tận
nhân căn sinh tử luân hồi, có nghĩa là vị đó không còn tái hiện, không còn tái sanh nữa. Rồi cái điều nữa đó là một trạng thái niết bàn nữa, là vô vi niết bàn. Sau khi các ngài từ bỏ cái thân năm quẩn này rồi thì các ngài chấm dứt sanh tử luân hồi, không tái hiện nữa. Giống như cây đèn mà chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa khi chúng ta quật nó tắt đi đó, thì không có nghĩa là ngọn lửa bay đi ở nơi nào. Cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi của một bậc A-la-hán có nghĩa là một vị đã đoạn tận căn nhân để tạo nên luân hồi không còn, thì có nghĩa là cái quả để tạo nên cái đời sống luân hồi này là có thân này. Cho nên là sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não xúc thọ gì cũng không có, là vì sao? Là vì không còn hiện hữu của năm quẩn. Điều đó chúng ta tin như vậy, tin chắc như vậy. Và điều này đó thì khi mà Đức Phật ngài nói gì, cái sự chấm dứt niết bàn là không hiện khởi, không hiện khởi của năm quẩn, thì chúng ta cũng khó mường tượng. Bởi vì trong cái cảm xúc suy nghĩ của chúng ta đó, là cái gì nó có cảm thọ, nó có hiện khởi thì có sự thụ hưởng, mà chúng ta không có đường mường tượng ra điều đó, hình dung được điều đó, thì có lẽ là chúng ta còn chẩn chứa của vô minh. Vô minh chỉ có một bậc mà hoàn toàn chấm dứt đau giải thoát đó, đó là chấm dứt sanh tử luân hồi, đoạn tận phiền não. Và cái phương pháp mà Đức Phật ngài dạy để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi đó là đạo đế, hay là con đường, hay là phương pháp để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà đối với bậc thánh á, là khổ đế, là các ngài đã cần biết đạo khổ đế, các ngài đã cần biết tập đế, là các ngài đã đoạn tận, tức là tha mái vô minh chấp thủ không còn nữa. Cho nên là bậc A La Hán là đoạn tận hoàn toàn, cho nên tập đế nó không còn nữa. Và diệt đế thì các ngài đã thành tựu chứng đắc rồi, và đạo đế thì các ngài đã thực hành một cách trọn vẹn rồi. Cho nên là khổ đế là pháp cần phải biết, phải đoạn trừ. Diệt đế là pháp cần phải chứng đắc, và đạo đế là pháp cần phải tu tập, trau dồi, phát triển. Đó là con đường phạm hạnh, tức là giới, định và tuệ mà bậc thánh đã đi qua. Cho nên là mình nói ở trên phương diện tu tập, tức là ở trên phương diện mà giới một người phàm phu, hoặc là các bậc thánh hữu học, có nghĩa là còn tu tập, còn trau dồi, còn trên phương diện trau dồi. Trong bát chánh đạo đó là trên phương diện tu tập, còn trên phương diện tu chứng đó là sở hữu bát chi đạo có mặt ở trong tâm đạo. Sở bát chi đạo, nếu mình nói trong di diệu pháp á, là sở hữu bát chi đạo chánh kiến, tức là sở hữu trí tuệ có mặt ở trong tâm đạo. Tâm đó là tâm sơ đạo, tâm đó là tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Chánh tư duy, tức là sở hữu tâm ở trong bát chi đạo đó, trong tâm đạo đó. Chánh ngữ, tức là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. Chánh tinh tấn là sở hữu cần. Chánh niệm là sở hữu niệm. Và chánh định là sở hữu nhất hành. Ở trong di diệu pháp, nó phối hợp ở trong tâm tâm đạo, thì đó là một trong những giai đoạn tu chứng. Còn chúng ta tu tập là trên phương diện, nó hợp ở trong những cái tâm đại thiện của chúng ta thôi, tức là đang tu tập trao dồi, nhưng mà chưa có chứng đắc gì. Vì vậy cho nên có thể nói rằng là cái vô minh là cái mà cái sự mịt mờ, cái sự đen tối mà chúng ta không nhận ra rõ, không nhận ra là sanh, không biết rõ là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Chúng ta thường là thấy được cái ngọn chứ không thấy được cái nguyên nhân, cái gốc rễ của nó. Cái gốc rễ đó là từ tham ái, do sự khao khát mà có. Cho nên cái gốc rễ mà chúng ta không diệt thì rõ ràng là chúng ta vẫn còn phải tái sanh, sanh tử luân hồi. Và đối với các bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A-la-hán, thì các ngài thấy được sự khổ, nguyên nhân của sanh khổ, và cái sự chấm dứt khổ, và phương pháp đưa đến chấm dứt khổ, phương pháp chấm dứt khổ. Các ngài là một vị đã thực hành trọn vẹn cái con đường thánh đạo này, con đường giải thoát này.
Cho nên trong kinh đó, gọi là mô tả rằng là một vị mà A-la-hán đã thành tựu quả vị thì là một vị gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sinh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Cho nên á, ở trong có một cái bài kinh mà bài kinh dụ dấu chân dâu đó, thì Đức Phật ngài có mô tả rằng trong các cái dấu chân ở trong muôn thú ở trong rừng á, thì không có cái dấu nào mà nó lớn bằng cái chân voi, và chân voi nó bao trùm tất cả các cái dấu chân của muôn thú khác. Thì cũng như tất cả các thiện pháp thì Đức Phật ngài nói là tứ đế là bao trùm tất cả các cái thiện pháp. Cho nên á, nói đến tứ đế tức là pháp cốt lõi nền tảng, và bất cứ một vị thánh nhân nào và ngay cả Đức Phật của chúng ta là một vị chánh đẳng giác á, thì các ngài ngài cũng giác ngộ về giáo lý chính, giáo lý tứ đế. Bởi vì khi mà giác ngộ về giáo lý tứ đế thì mới thấy rõ là cái nguồn cội sanh tử luân hồi, sự vận hành của thế gian này và tạo nên cái sự hiện hữu của thế gian này nó như thế nào. Vì vậy cho nên là nếu như một cái vị hành giả tu tập mà qua quá trình đào bới xới của mình á, như là cái ẩn ngữ mà ví dụ của ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng cái ẩn ngữ ngữ mà ví dụ gọi là những cái mà mọi gọi là một cái vị, tức là chỉ bậc thánh thôi. Khi mà đào cái then cửa lên, cái then cửa này lên thì đồng nghĩa với vô minh, đồng nghĩa vô minh. Như vậy thì vô minh là tạo nên cái đời sống luân hồi. Vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Nhưng mà một người đó mà đoạn tận được vô minh có nghĩa là minh sanh thì vô minh diệt. Từ ở cái minh đó, tức là nhờ cái trí tuệ, cái trí tuệ mà ở đây được gọi là trí tuệ của một bậc thánh, mới cắt đứt được cái phiền não vô minh. Và nơi nào còn vô minh thì còn khổ đau, còn luân hồi. Mà không còn vô minh, không còn tha mái, không có chấp thủ thì không có luân hồi khổ đau. Như vậy thì cái then cửa ở đây chúng ta nhìn hình dung giống như là một cái cửa mà chúng ta có cái chốt để khóa lại, thì mọi vật nó không thể nào mà ra vô một cách dễ dàng được, ra vô một cách dễ dàng nếu mà chúng ta không mở cái chốt cửa. Thì ý muốn nói là khởi đầu của dòng luân hồi đó, khởi nguồn của dòng luân hồi, khởi nguồn của bao nhiêu cái sự khổ đau là tự vô minh, vô minh mà ra. Cho nên vị hành giả tu tập là mình tu thực hành giới, thực hành định, thực hành tệ để đoạn trừ khổ đau là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là với một cái nhìn của bậc thánh, cái nhìn bậc thánh thì các ngài nhàm chán, thấy luân hồi là khổ, luân hồi là khổ. Còn nhiều khi đó là với một người còn chứa chấp vô minh thì nhiều khi đó ở các cái cảnh giới mà nó được thì người ta cảm thấy nó là hạnh phúc, đó là an vui. Nhưng mà rõ ràng là so với các cõi khổ đó, thì cái cõi vui đó, nó vẫn là an lạc hơn. Nhưng mà còn hiện khởi ở trong bất cứ một cái cõi nào, còn hiện khởi của năm quẩn, còn cái sự khổ đau ở nơi đó. Ví dụ như chúng ta nói là tại sao chúng ta phải khổ, là vì chúng ta có cái thân này, có cái thân này, rồi cái thân này cho nên là chúng ta mới có biết bao nhiêu cái sự nhu cầu, biết bao nhiêu cái sự phiền tối, vì đó tạo ra cái sanh già bệnh rồi chết, rồi cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, hay là do mình chấp thủ năm quẩn này. Đức Phật ngài nói là do mình chấp thủ năm quẩn này. Chấp thủ năm quẩn là sao? Tức là mình chấp ở trong quẩn, sắc quẩn này là của tôi, tự ngã của tôi, hoặc là hoặc là tôi. Nếu mà mình chấp như vậy đó thì cái tôi đó nó tạo nên cái ta đó là tạo nên cho chúng ta biết bao nhiêu cái sự khổ ở trong đời sống. Mà ở đó chính là gì? Chính là vô minh. Mà vị hành giả tu tập là phải nỗ lực đổ công ra để mà thực hành cái đời sống phạm hạnh này,
để làm sao bỏ lấy được cái then cửa này, tức là cài lên cái vô minh. Cho nên đó mới là không có cái khổ đau luân hồi nữa. Thì chúng tôi xin chia sẻ với một đoạn thôi. Một đoạn, tức là một đoạn 339 này. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Còn thời gian còn lại thì Chư Tăng sẽ thảo luận bàn sâu rộng thêm, cho chúng ta hiểu về ý nghĩa của cái đoạn kinh hôm nay. Nãy thì thấy có Thượng Tọa Giác Đẳng đã đưa lên các cái câu thảo luận cũng như là câu hỏi đó. Quý vị MC đưa lên, bây giờ con không biết là Thượng Tọa Tệ Siêu có trước máy không. Nếu mà Thượng Tọa có thì Thượng Tọa khởi đầu lên để dẫn đầu để mà thảo luận cho. Con không biết là Thượng Tọa Tệ Siêu, con thấy Thượng Tọa Giác Đẳng có trước máy. Con kính thỉnh và trả lời. Dạ, thì Tổ Pháp Tăng bây giờ có nghe được không? Chư Tăng và quý Phật tử có nghe được không? Chư Tăng là ở trên xe đó. Dạ. Thì Tổ Pháp Tăng, khi mà khởi đầu tu tập á, thì đây đặc biệt nói đến là phải tháo cái then cửa ra. Then cửa là chỉ cho vô minh. Vô minh là chánh kiến. Dạ, vô minh là không biết việc phổ tập gì đâu. Chánh kiến là việc phổ tập chuyển đạo. Như vậy thì chánh kiến đó, nó là một bước khởi đầu của sự tu tập, hay là cái kết quả sau cùng của sự tu tập? Cái thực đầu học tên quả vị trở lại nó rõ cái điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Con có một cái suy nghĩ này thì con nghĩ rằng là biết rằng nó là cái khởi đầu ở trong cái đời sống tu tập của mình, thì mình thấy ở trong cái giáo lý bát chánh đạo đó thì gọi là chánh kiến. Chánh kiến rồi mới chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh kiến và chánh tư duy thì được xem như là cái phần tuệ học. Tuệ học
thì cứ nghĩ rằng giống như là một cái nhìn nhận mình đúng đắn, thì cái chánh kiến này nó là mình biết nó một cách đúng đắn, chánh kiến là biết một cách đúng đắn. Bây giờ thì nếu mà bắt đầu mình khởi mình phát tâm tu tập á, thì con nghĩ rằng cái người mà họ làm cái việc thiện gì, và cái việc thiện đó là qua cái sự bố thí cúng dường, qua cái thị thự sự mà thọ trì tam quy ngũ giới, hoặc là bát quan trai giới, hay hoặc là họ nhìn nhận với lại cái họ thấy họ biết được cái nhân quả đó, thì con nghĩ rằng họ cũng có cái chánh kiến ở trong đó rồi, có chánh kiến trong đó rồi. Bởi vì họ tin về nhân quả, họ mới bố thí cúng dường, họ tin về nhân quả cho nên là họ mới có thể ráng cố gắng giữ giới, giữ giới của năm giới hay là bát quan trai giới. Thì ở đây mình nói chánh kiến là chánh kiến cái nhìn nhận ở trên phương diện giữa cái trí của một cái người phàm phu, khi mà mình nhìn nhận vậy, giống như là chánh kiến là cái sự hiểu biết trên phương diện mà tu tập ở trong đời sống hàng ngày mình, chứ chưa phải là cái tu chứng. Nhưng rõ như vậy, biết rõ như vậy, thì con nghĩ rằng là nhờ có cái chánh kiến đó, là họ có thể thấy được cái sự khổ. Thí dụ như con nghĩ rằng là mình tu tập như thế này, rồi mình thấy nhìn lại cái thân của mình, nhìn thấy cái sự khổ, sự già, sự bệnh, sự chết đó. Mình thấy vậy mà mình cũng ngán ngẩm chứ. Mà rõ ràng là Phật dạy là cái có cái sanh tử luân hồi là khổ đau. Cho nên là biết như vậy, mình biết như vậy, rồi mình ráng cố gắng mà hành trì hay là thực hành những cái thiện pháp ở trong đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì mình tin và mình hiểu, tin ở nơi lời dạy của Đức Phật, rồi mình hiểu là cái luân hồi là khổ đau, rồi chỉ có cái diện trao dồi những cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp, thì mong rằng nó là sẽ là cái sự gột sạch lên những cái gột sạch những cái phiền não, hay gột sạch những cái bận nhơ ở trong đời sống luân hồi đó, cho nên là mình mới có thể là mình tu tập được. Thì cái chánh kiến này con nghĩ rằng cái người mà có chánh kiến là ít nhiều thì họ cũng thấy được là luân hồi là khổ đau, có thân thì có già, có bệnh, có chết. Vì vậy cho nên là họ cố gắng để họ tu tập, họ tu tập. Bởi vì trước sau thì có cái thân này cũng phải chết. Mình hiểu là hiểu Phật dạy đó là có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Mà để mà không có chết nữa đó, là không có luân hồi nữa, thì mình phải tu tập để không có còn hiện khởi nữa, hiện hữu ở trong cái đời sống. Có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Cho nên nếu mà mình hiểu như vậy đó, là cái người mà có chánh kiến, có chánh kiến, và như vậy thì mình có tu tập. Còn ở trên cái phương diện mà với một bậc thánh á, thì các ngài hiểu rõ trong mỗi cái tấm thân của chính mình này nè. Ở trong cái sanh diệt, ở trong cái tộc khởi, ở trong cái thân tứ đại này nè, hay hoặc là cái tộc khởi ở trong mọi cái thân năm quẩn của mình, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cái bắt đầu là hiện khởi lên sự có mặt là sự khổ, sự có mặt của khổ, của sắc quẩn là khổ, cái ấn thọ là khổ, của tưởng quẩn là khổ, hành quẩn là khổ. Rồi khi mà mình thấy như vậy đó, thì mình mới thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ đó. Cái khổ từ ở trong cái nguyên nhân mà đưa đến khổ là từ ở nơi cái sự mà mình ưa thích ấy. Mình ưa thích trong cái sự nghe ngóng, thích sắc đẹp, sự tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Hay hoặc là mình thích của cái sự hiện khởi để được thụ hưởng, thì cái thích đó là ái tham, hay gọi là tập đế đó.
Thì con nghĩ rằng cái người mà nhìn, nếu mà có chánh kiến, mặc dù là mình nói là chưa phải là cái chánh kiến của một bậc thánh, nhưng mà chánh kiến của người phàm phu á, thì nó có, nhưng mà nó cũng ở với mức độ giới hạn nào đó thôi, chứ không phải là hoàn toàn mà người đó họ có thể là thấy hay là chấm dứt được sự khổ một cách hoàn toàn được. Cho nên là nếu một người mà có chánh kiến thì họ sẽ thấy đúng, biết đúng, thấy luân hồi là khổ, thấy nhân quả hay nhân lành thì cho quả vui, nhân ác thì nhận lấy cái quả khổ. Họ có chánh kiến, dạ. Rồi họ có chánh kiến thì họ mới có một cái sự suy xét, hay hoặc là mình gọi là chánh tư duy, để mà mình suy xét cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình chiêm nghiệm qua cái đời sống luân hồi của chính mình. Cho nên là chính vì vậy cho nên là mình mới, cái người đó họ mới có thể có chánh kiến. Dạ. Dĩ nhiên là chánh kiến nó dọn đường, mặc dù nó là giới định mới tới tuệ, nhưng mà con nghĩ rằng cái chánh kiến nó quan trọng lắm. Nó từ bắt đầu khởi đầu mà do cái sự mình nhận định đúng, mình nhận xét đúng, thì cái đó được gọi là chánh kiến rồi. Như vậy thì nhờ cái chánh kiến đó, mỗi cái chuyện trên cuộc đời này, con nghĩ rằng là như một người mà nhìn có cái chánh kiến thì họ nhìn sự việc thì họ thấy rõ các pháp hữu vi là như vậy. Hữu vi là vậy. Hữu vi là vô thường, là biến đổi. Hữu vi là khổ, bức bách. Hữu vi là trống rỗng, vô ngã. Mà cái người mà có chánh kiến thì họ mới có thể nhìn qua xuyên suốt. Còn cái người mà không có chánh kiến á, thì khi mà họ nhìn vào ở tại sao nó đột ngột quá, tại sao nó hụt hẫng quá, tại sao nó như thế này, rồi mình chứng kiến những cái cảnh đó, cho nên là mình khổ. Cái người tu thì mình quán về vô thường là một trong những cái đề tài để mà mình tu tập hết sức là quan trọng. Bởi vì mình nhìn cái vạn vật gì mà mình thường chấp ở trong đó, nghĩ nó thường hàng bền bỉ đó, cho nên là mình khổ. Nhưng mà nếu mà mình nhìn một cái người nào đó mà họ ra đi một cách đột ngột á, thì mình nghĩ đó vạn vật là vậy rồi, là vô thường. Cho nên là mình không phải là khổ nhiều, mà mình nhìn lại chính mình đây rồi nó cũng phải tác động như vậy đó, chịu ảnh hưởng như vậy đó. Cho nên nó nhìn người khác để quán tưởng lại chính mình cũng là một cái cách nhìn có chánh kiến, có chánh kiến. Và cái người mà giống như là chúng ta thấy rằng cái người mà người ta buồn á, thì người ta lại uống rượu say, uống những cái chất say vô để họ quên đi, để lúc mà cơn say lên á, thì họ quên hết tất cả. Nhưng mà khi họ tỉnh lại, họ nhớ lại thì họ lại tiếp tục khổ, họ tiếp tục khổ. Còn cái người mà gặp việc buồn thì mình thấy rằng cái gì nó cũng vậy hết á, nó không bao giờ mà nó vừa ý mình đâu. Cuộc đời này thì nó thịnh nó suy, nó đến rồi nó đi, không có cái gì mà chúng ta gọi là chắc trong đó. Vì chúng ta nghĩ nó chắc á, nghĩ nó chắc á là chúng ta chấp giữ, chúng ta không có một cái chánh kiến đúng vô trong đó. Cho nên là mọi chuyện mà nó xảy ra thì chúng ta cảm thấy nó hụt hẫng, nó khổ. Nhưng mà cái người mà có chánh kiến thì thấy cái sự sanh diệt biến diệt đó nó vô thường, nó vậy đó. Mà có thân thì có khổ, các pháp hữu vi là vậy, có thân tứ đại này, có ngũ quẩn này, của thân năm quẩn này là khổ rồi. Cho nên nếu mà mình nhìn như vậy thì mình ráng cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập. Cho nên con nghĩ rằng cái người mà có chánh kiến dù trên phương diện nào nó cũng mở đường cho các cái thiện pháp mình sanh khởi, và mình cũng có thể làm thực hành được nhiều cái thiện pháp khác nhau nhờ mình có cái chánh kiến. Rồi cũng từ cái chánh kiến này đó mà trên phương diện trí đạo á, thì con nghĩ rằng cái người đó họ mới một vị thánh mới có thể phá tan được vô minh được. Hay hoặc là đối với bậc thánh hữu học á, thì nhờ có cái chánh kiến này thì các vị ấy mới lần lượt gột bỏ được những cái phiền não từ từ, rồi vị ấy mới có thể chấm dứt sanh tử luân hồi được. Thì con nghĩ rằng cái đời sống tu hành á, thì cái chánh kiến ban đầu sơ khởi nó tạo cho cái chánh kiến
lớn mạnh ở ở mai sau, từ ở trong cái thu thiển cho đến vi tế đó, thì mình nhờ có cái chánh kiến, nhờ có chánh kiến đó mà trong mọi cái sự việc trong cuộc đời này mình bớt đi những cái sự khổ đau, và mình luôn luôn trau dồi cho chính mình, nói gì thì nói. Phật dạy là như là các pháp hữu quy là vô thường, thế gian này thì không có, chắc các thầy hãy nỗ lực tinh tấn đấy, các thầy Đức Phật dạy vậy, các thầy hãy nỗ lực tinh tấn. Như Lai chỉ là bậc đạo sư, Như Lai chỉ là một cái người chỉ đường, và lời dạy của Đức Phật cũng như là xem như là cái kim chỉ nam hành đạo cho chúng ta trong cái đời sống hàng ngày. Đức Phật nhắn nhủ là các pháp hữu quy là vô thường, và do vậy thì các thầy hãy tự nỗ lực hành trì để đạt được cái sự giải thoát. Cho nên con nghĩ rằng để mà chấm dứt khổ đau trong cái đời sống hàng ngày cũng nhờ là có cái chánh kiến, và từ trong cái chánh kiến phàm phu của mình thì mới có thể là phá bỏ được cái lần lượt, rồi ta mới có thể có cái chánh kiến gọi là trí, để mà trí đạo, để mà cắt đứt những cái phiền não, đặc biệt là vô minh. Con xin có cái ý để chia sẻ như vậy. Con xin được dứt lời ở đây. Bây giờ thì sẵn con có ở đây, con thỉnh không biết là Bạch Thượng Tọa Tệ Siêu có trước máy không ạ? Nếu Thượng Tọa Tệ Siêu có trước máy thì Thượng Tọa Quan Hỷ cho chúng con biết là con nêu câu hỏi lên thỉnh Thượng Tọa. Và một lần nữa con xin thỉnh là Thượng Tọa Tệ Siêu có trước máy không ạ? Quý vị thấy cái nick của Thượng Tọa Tệ Siêu có trước máy không quý vị? Dạ có nè. Dạ. Chưa thấy tài. Có nick mà chưa thấy tài. Dạ nếu không có thì không biết thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, bây giờ thấy Thượng Tọa Tệ Siêu. Thấy Thượng Tọa Pháp Đăng đưa tay hả? Thôi bây giờ thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm cái câu số 2 đi. Cái câu số 2 ở đây đó là hoài nghi trong trường hợp nào là phiền não hoặc là nghi hoặc, trong trường hợp nào là thái độ nên có hoài nghi để tìm ra cho ra lẽ. Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận cho câu số 2. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa. Sau khi Thượng Tọa thảo luận xong thì có thể thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu hoặc là vị khác để chúng ta luân phiên nhau thảo luận. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Cảm ơn quý vị, cảm ơn Phong Lan. Thì trong câu thảo luận số 2 á, thì hoài nghi trong cái trường hợp nào là phiền não. Thật sự đó thì khi mình hoài nghi về Đức Phật, Ngài nói về khổ hay là khổ tập mà khổ diệt, hay con đường đến khổ diệt. Mình nói gọi chung á, là hoài nghi mà cái sự thật á. Ví dụ như Đức Phật Ngài giảng mình có mắt, có cảnh sắc, rồi có nhãn thức sanh lên để nhìn thấy cảnh sắc, rồi có nhãn xúc, nhãn thọ, rồi có sắc tưởng, rồi sắc tư, sắc tầm, sắc tứ. Và từ cái cảm thọ sanh ra ái, ưa thích. Thì khi mà Đức Phật Ngài giảng cái đó thì mình nghi ngờ về vấn đề này. Nên là gọi là hoài nghi Pháp Bảo. Hoài nghi Phật Bảo là Đức Phật Ngài đã chứng ngộ, thuyết giảng cái phương pháp chứng ngộ. Nhưng mình nghi ngờ. Thì Đức Phật cũng là người, mình cũng nghĩ Ngài cũng là người, cũng giống như mình. Nó nhiều khi mình nghi ngờ, như vậy là gọi là nghi ngờ về Đức Phật và bậc đại giác, nghi ngờ Pháp Đức Phật thì là giảng dạy, nghi ngờ tăng chúng mà tu hành theo Đức Phật và có thể đạt được những cái thần thông thắng trí thiền định đạo quả, có biết, có thể biết chuyện quá khứ hiện tại vị lai, có thể biết những cái cảnh giới
chư thiên biết được những bức giới phi nhân như ma quỷ, địa ngục, ngạ quỷ. Rồi mình nghi ngờ cái đó, gọi là hoài nghi. Mà cái hoài nghi này nó trở thành phiền não. Nó là cái phiền não. Bởi vì hoài nghi mình gọi là chung hoài nghi Phật Pháp Tăng, hay là hoài nghi về cái danh sắc. Đức Phật ngày dạy về cái con người chúng ta có sắc quẩn là 28 sắc pháp. Thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 sở hữu. Còn lại tức quẩn 121 tâm. Thì khi mình nghi ngờ cái này á, Đức Phật đã giảng dạy rất là rõ ràng rồi, mình nghi ngờ thì cái này là gọi là hoài nghi phiền não, hoài nghi Phật Pháp Tăng, hoài nghi nhân quả, hoài nghi về tam thế. Nói chung á thì hoài nghi nó có chia ra hoài nghi đặc biệt và hoài nghi thông thường. Và cái hoài nghi thông thường này các mình nói như là một cái chuyện mà mình một cái vị thánh đi vào thành mà không biết đường đi vào trong thành hay là đi ra ngoài thành, giữa con đường hai ngã vị này hỏi không biết con đường nào vô thành. Có thể là cái đó là một cái hoài nghi mà nó không có ăn thua gì hết. Cái hoài nghi này nó không ảnh hưởng đến sự giác ngộ giải thoát. Tại vì mình không biết con đường đó, mình không biết cái địa danh đó, mình hỏi. Chẳng qua là mình không biết, mình hỏi thôi. Chứ còn cái việc mà danh sắc đó, mình được nghe Đức Phật Chư Tăng thuyết giảng mà mình còn nghi ngờ phân vân lưỡng lự, cái đó mới là cái hoài nghi. Còn khi mình nói mình không biết cái con vật này kêu tên gì, mình không biết, hoặc người này là người tên gì mình không biết, khi mình không biết mình hỏi, hoặc là làng này làng tên gì, hoặc là người vô làng phía đông phía tây mình không biết, không biết. Thì cái không biết này đó thì nó cũng gọi là nghi nghi, nhưng mà cái nghi này thuộc về nghi thông thường thôi, nó không phải là cái hoài nghi đặc biệt. Hoài nghi đặc biệt thì chúng ta gọi chung là hoài nghi Phật Pháp Tăng, hoài nghi nhân quả thôi. Thì trong cái Phật đó thì mình chia ra hoài nghi Phật đã đắc được đạo quả như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tục mạng thông, thần thông và lậu tận thông. Rồi hoặc là Đức Phật này có thể nhập được thiền định này kia nọ, thì hoài nghi mình chia ra về hoài nghi về chứng đắc thiền định, hoặc là hoài nghi về nhập trú về các loại từng thiền, hoài nghi về thần thông Đức Phật này có thể lên các cõi phạm thiên, ngài có thể biến hóa ở trong những cái hư không này, hoặc là ngài đi vào trong cảnh giới của những chúng sanh khổ cảnh như địa ngục ngạ quỷ. Mình nghi ngờ cái đó, hoài nghi Đức Phật thì chia ra, chia ra hoài nghi giáo pháp thì hoài nghi về pháp học, pháp hành, pháp hành. Hoài nghi về pháp học có nghĩa là ở đời có nhiều người học thuộc 49 quyển kinh, mình nghi ngờ vấn đề đó. Hoài nghi về cái học tam tạng chú giải, hoài nghi về về cái pháp học như vậy, hoài nghi về pháp hành, hành tứ niệm xứ, hoặc là hành theo thập nhị nhân duyên, hoặc là hành theo thân quán, thọ quán, tâm pháp quán. Rồi hoài nghi về pháp thành là hoài nghi về cái sự chứng đắc được các cái đạo quả, giải thoát cái sự luân hồi, hoài nghi về cái sự chứng đắc đạo quả. Hoài nghi về chữ tăng á, thì mình hoài nghi về quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ không biết có chữ tăng hay không, hay là không có. Rồi tương lai không biết có chữ tăng hay không, hiện tại thì chữ tăng có phải chữ tăng thật không? Có nghĩa là tu tập như vậy có phải là được gọi là tăng bảo không? Thì khi mình hoài nghi như vậy thì gọi là hoài nghi tăng bảo. Rồi hoài nghi về cái nhân quả. Ví dụ mình nói rằng Đức Phật giải thuyết về mình có nghiệp, có thức, có nõn bào, có tinh trùng. Có thời kỳ của người phụ nữ mình tái sanh làm người. Đức Phật thuyết giảng như vậy nhưng mình vẫn nghi ngờ về cái nhân có cái sự luân hồi mà Đức Phật ngày thường nói vô minh và hành là nhân quá khứ, tức là cái quả hiện tại đưa đến sự danh sắc lục nhập xúc thọ, rồi từ thọ duyên cho ái phủ hữu vô minh và hành là nhân hiện tại để đưa đến cái quả tiên lai. Thì khi mình hoài nghi như vậy đó, hoài nghi về chư tăng có chứng đắc được thiền định đạo quả, chư tăng có thể có thần thông thắng trí, chư tăng có tăng bảo là những thánh tinh tông đệ tử của Đức Phật, đệ nhất sa môn, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn hay không. Thì mình thành hoài nghi như vậy, hoài nghi tăng bảo. Hoài nghi nhân quả là hoài nghi về sự luân hồi của con người. Mình không biết là mình có luân hồi hay không, luân hồi nó như thế nào, mình đi tái sanh rồi mình đi qua cái cầu nại kiều uống cháo lú, mình không nhớ được đời trước. Mình có thể hoài nghi những vấn đề về vấn đề luân hồi đó, nhưng mà thật sự ra thì
cái điều đó không phù hợp, nó không đúng. Vì chúng sanh mà quá sanh, những loài ngạ quỷ, họ chết sanh làm ngạ quỷ, họ vẫn nhớ được trước. Họ sanh vào những A-tu-la, những vị địa địa cư thần, họ vẫn nhớ được trước. Nhưng mà riêng về con người sanh vào thân thai, thai sanh đó, mình sanh vào dạ con, mình ở trong cái bào thai một thời gian lâu đó, mình không có thể biết được. Tuy rằng mình là người vui, nhưng mình không biết được kiếp trước của mình. Nhưng mà những loài ngạ quỷ đó, nó vẫn biết được kiếp trước, nó làm những cái hạnh nghiệp gì, nó tạo những cái ác nghiệp gì mà nó sanh ra làm những loài ngạ quỷ có cái thân hình kỳ lạ. Này, chúng ta thấy như chuyện con ngạ quỷ đó, tai chân cong quẹo, ăn uống thì đồ đồ bẩn thỉu, bẩn nước tiểu, đồ nước mắt thì lúc nào cũng tràn trụa trong con mắt, tràn trụa ra. Thì ngày một liên ngày hỏi thì ngạ quỷ nói rằng kiếp trước nó là người vợ đứng ra để bố thí. Khi người chồng đi buôn bán thì dạy vợ bố thí, nhưng bà vợ thì bà thấy người ta đi vô hướng này thì bà đi qua hướng khác, bà thấy hướng khác thì bà đi qua hướng này, bà không muốn bố thí cho ai. Còn bà chỉ thì bà chỉ chỗ ở tồi tàn, rồi bà miệng bà thì muốn giết những người ăn xin, những vị sa môn, bà la môn, hãy nói rằng hãy ăn phẩn đi, hãy ăn nước tiểu đi, ăn ốc mẹ ngươi đi, rồi ăn máu, ăn mủ, ăn những phẩn quế đi. Bà ta mắng chửi như vậy, nên sau khi chết bà ta sanh nằm lại ngã quỷ, mà bà ta phải ăn uống những điều đó. Ngày một thần liên nhà hỏi thì bà ta nói về cái hạnh nghiệp của bà ta kiếp trước như vậy. Như vậy thì những cái câu mà người ta nói rằng mình luân hồi đi qua cầu nại hà, ăn cháo lú, cái chuyện đó là cái chuyện tiêu dệt của người tàu thôi. Chứ thật sự ra dù là tái sanh vào cõi vui như là cõi người, nhưng mà chúng ta không nhớ được kiếp trước. Nhưng mà dù tái sanh vào cõi khổ như ngã quỷ đó, vẫn nhớ được kiếp trước của nó. Chư thiên vẫn nhớ được kiếp trước. Tại vì chúng sanh nó là quá sanh chứ không phải thai sanh như là con người chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự luân hồi là có thật, Đức Phật đã thuyết giảng và Ngài cũng có dạy chúng ta là việc mà nhiều khi chúng ta lâu quá, chúng chuyện lâu mà chúng ta không nhớ, chuyện ta cũng chúng ta có làm mà chúng ta đã quên. Chuyện luân hồi lâu nó cũng giống như vậy. Những chúng sanh họ quỷ, họ đói khát, họ chết, họ sanh làm ngã quỷ, họ từ cái người hạnh phúc bây giờ họ mất hết những hạnh phúc đó do cái sự bọn thẻn của họ. Họ sanh làm ngã quỷ đói khát và họ có thể nói lên những cái hạnh nghiệp của mình. Rồi những vị thánh tăng đó mới nói lại để kết tập tam tạng trở thành những câu chuyện ngã quỷ sự. Thì như vậy chúng ta nghe những cái việc đó đó thì chúng ta biết rằng đối với chư thiên họ cũng biết được kiếp trước của mình, nhưng mà riêng về loài người, những loài là thai sanh nó rất là khó biết được kiếp trước. Cũng có những thỉnh thoảng cũng có những chúng sanh do năng lực đặc biệt, do những cái phước báo thù thắng mà họ nhớ được kiếp trước, hoặc là do một cái điều kiện gì đó đặc biệt, do cái tưởng họ mạnh họ nhớ được kiếp trước, nhưng mà phần nhiều thì lại không nhớ được kiếp trước. Nhưng mà những loài ngạ quỷ nhớ được kiếp trước, những vị địa thần, những vị chư thiên, những vị thần càng thác bà, họ tái sanh họ có thể nhớ được kiếp trước của mình. Như vậy thì chúng ta chia ra hoài nghi, mình hoài nghi mình không biết người đó tên gì, làng đó gọi là làng gì, con đường này vô làng hay đi ra làng, không biết suối này là cái tên suối gì, cầu này là cái cầu gì, mình không biết. Cái chuyện đó là mình không biết, mình hỏi như vậy cũng thể gọi là mình không biết, mình hỏi, nhưng mà nó có thể hoài nghi, nhưng mà hoài nghi cái những cái việc nó không có phải là đặc biệt nghiêm trọng. Còn hoài nghi về Phật pháp tăng, hoài nghi về nhân quả là hoài nghi đặc biệt. Và chính cái hoài nghi này cản trở cái sự giác ngộ giải thoát của mình, cái sự thoát ly luân hồi, cái sự tin tưởng nhân quả, cái sự tin tưởng phước báo. Chính cái điều đó nó mang lại cái đọa xứ, nó mang vào khổ cảnh, nó mới gọi là đặc biệt. Chứ còn mình không biết cái làng gì, tên bà đó và tên gì thì mình hỏi thì chẳng qua cái đó là cũng hoài nghi, nhưng nó cũng chỉ là hoài nghi thông thường. Không biết con đường đi vô làng hay đi ra làng, mà đứng và lưỡng lự phân vân, hoặc là không biết bà đó tên gì, mình không biết cái bà đó tên đó, có phải nhớ hôm trước nghe người ta nói bà đó tên đó, không biết phải cái bà đó hay là bà kia. Thì chuyện nghi ngờ như vậy nó cũng là bình thường thôi, nó không phải là đặc biệt. Thì như vậy thì trong câu hỏi thứ hai đó, hoài nghi trường hợp nào là phiền não, ở trong trường hợp nào là thái độ nên có hoài nghi để tìm ra cho ra lẽ.
Ví dụ thường thường nó quý vị thấy chúng tôi thường nói ví dụ như khoa học đó, hay là cái thuyết tiến hóa đó, người ta nói rằng con khỉ thành người, nhưng bây giờ chúng ta không thấy con khỉ nào thành người hết, thì cái chuyện con khỉ thành người nó không có. Nếu ngày xưa con khỉ nó thành người được, bây giờ con khỉ nó phải thành người, nhưng bây giờ con khỉ nó vẫn chết thành khỉ thôi, chứ nó chết thành thành xương khỉ thôi, chứ nó không thể là thành người được. Mà xưa đến giờ lúc mình biết bây giờ không có con khỉ nào thành người hết, thì cái chuyện con khỉ thành người cái chuyện đó chuyện không có, cái chuyện đó chuyện đó là chuyện không có thật, cái chuyện đó là một sự suy tưởng thôi. Từ cái chủ thuyết mà vật chất mà họ nói, từ cái việc mà đơn bào đa bào tiến hóa được từ thành con người, chuyện đó là cái chủ thuyết thôi. Chứ còn Đức Phật thì ngài không nói như vậy, ngài nói chúng ta là phạm thiên đi xuống dưới cái địa cầu này, rồi những vị phạm thiên đó mất thần thông, không có khả năng mà bay về cõi phạm thiên để ăn ở, rồi giao hợp với nhau sanh ra con cháu, và những chúng sanh nó có điều kiện để luân hồi, thành ra nó là như vậy. Đức Phật ngài dẫn chứng như vậy đó, đó là những điều mà đó là sự thật. Khi những người có thần thông, những người có túc mạng thông nhớ là kiếp luân hồi, thì thấy cái sự luân hồi nó là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của cái câu thảo luận số 2 á, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin không biết bây giờ có thượng tọa Tề Siêu trước má, nếu có thượng tọa Tề Siêu á, thì quý vị quan hỷ post lên cái câu thảo luận số 3 để một là thỉnh thượng tọa Tề Siêu chia sẻ. Nếu mà không có thượng tọa Tề Siêu thì có lẽ là thượng tọa Pháp Tân chia sẻ, rồi chúng ta trả lời xong rồi chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho nó xong cái buổi học hôm nay. Vì không biết bị giảng sư là có mặt và bị giảng sư nào không có mặt cũng không biết được. Bây giờ thì xin gửi mic lại. Cái câu thảo luận số 3 thì bạch thượng sư phụ Đệ Siêu, thì câu thảo luận số 3 thì có giác đẳng thảo luận chia viết ra như thế này: làm sao để có thể phản ứng đối với cái cảnh mà không rơi vào trạng thái thích thú hay ghét bỏ, phản cái trạng thái phản ứng thuận nghịch của người đời thường vậy. Làm sao mình phản ứng đối với cảnh mà không rơi vào cái trạng thái thích hay là ghét bỏ? Con thỉnh sư phụ Tề Siêu thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 này. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Chư Tổng Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị, có phương pháp để giúp cho chúng ta có thể phản ứng với cảnh mà không rơi vào hai trạng thái thích thú và ghét bỏ. Nhưng mà trước hết, chúng ta cần phải có ba cái yếu tố căn bản gọi là thana dhamma. Một là có đức tin chắc thật và cái con đường giải thoát, cái con đường mà Đức Thế Tôn đã khai mở chúng ta phải có đức tin chắc thật như vậy chúng ta mới thực hành được. Thứ hai là chúng ta phải có cái sự tinh tấn, nghĩa là chúng ta có thực hành liên tục, thực hành nó trở thành một cái thói quen, một cái thường cử duyên.
thứ ba là chúng ta phải có trí tuệ. Và trí tuệ đây chính là cái sự khéo tác ý yudhisu manasikara. Khi có đủ ba yếu tố rồi thì chúng ta mới làm theo cách để chúng ta gặp cảnh, chúng ta có sự phản ứng với cảnh, nhưng mà chúng ta không rơi vào trạng thái thất thú hay thất bỏ. Đó chính là nhìn thấy cái chân tướng của pháp hữu vi. Cái chân tướng đó gọi là khánh nát, tức là cái chân tướng của pháp hữu vi là anicca-ta, dukkha-ta, anatta-ta, tức là cái trạng thái vô thường, cái tính chất vô thường, tính chất khổ, tính chất vô ngã. Khi mà một người thường xuyên quán thấy được cái chân tướng vô thường của pháp hữu vi, biết rằng tất cả đều là giả tạm, tất cả đều là vô thường, biến hoại, và họ làm như vậy bằng cái niềm tin, họ tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật Sankara Nicca Yada Panya Vipassati Athane Bindati Dukkhe Samakku Sutya. Khi nào có trí tuệ quán thấy các hành là vô thường, các hành ở đây Sabbe Sankhara, tức là tất cả pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi. Khi nào quán thấy các hành là vô thường, thời sẽ yếm ly sự khổ, đó là con đường đến thanh tịnh. Cho nên ở đây một người khi đã có niềm tin nơi Đức Phật, ngài dạy cái điều đó, chúng ta thấy, chúng ta tin tưởng nếu mà thực hành theo lời dạy này thì ta sẽ đoạn trừ được phiền não lậu hoặc và sẽ đưa đến trạng thái giải thoát. Rồi người đó tinh tấn thực hành, tức là siêng năng mỗi ngày, mỗi lúc mỗi nơi đều có cái tâm suy thấy xét về cái chân tướng của pháp vi vô thường, khổ, vô ngã. Khi nào mà đã thuần tục, đã quen, hễ gặp cái cảnh thành công hay thất bại, cảnh đẹp hay cảnh xấu, lúc cô cũng đều thấy tất cả là pháp vô vi, là vô thường. Mà cái gì vô thường biến hoại thì cái đó là khổ, cái gì vô thường biến hoại không theo như ý muốn thì cái đó là vô ngã. Thuần thục như vậy đó, từ đó về sau khi mà mình đối với cảnh nào, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay nói cách khác tức là cái hoàn cảnh được khen, bị chê, được lợi lộc, mất lợi lộc, được chinh, mất danh, được vui, được hạnh phúc, hay là bị đau khổ, với tám cái hoàn cảnh đó, khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, thì lúc bây giờ người này họ thuần thục trong cái nhìn các pháp vi là chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã, cho nên tâm của họ phản ứng đối với cảnh, tức là có nhìn cảnh,
có thấy có biết cảnh nhưng mà không rơi vào hai cái trạng thái thích thú hay bỏ được. Cái điều này nói nghe không bằng là chúng ta tự thực hành thì chúng ta sẽ quán xét chúng ta biết. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nóng vội là chúng ta quán vô thường hữu đau vô ngã, chúng ta thực hành ồ ạt mà chúng ta không có thật sự nhận hiểu được chân tướng đó, thì chúng ta cũng sẽ mắc cảnh rơi vào một trong hai trạng thái thích thú hay kết quả. Bởi vì các vị Phật tử khi mà chúng ta muốn tu tập tâm mình trở thành hành xả dễ dàng hay là đi con đường đối với cảnh không thích thú không ghét bỏ, thì chúng ta phải thường xuyên để chúng ta quán thấy là vô thường khổ đau vô ngã đối với các cái sự vật thuộc pháp vô vi, thì như vậy chúng ta sẽ có cái hiệu quả tốt. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái câu trả lời, và không biết là Thượng Tọa Nhất Đẳng có để lại cái câu ồ. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo cái câu thảo luận số 4 hỏi rằng sự chi phối, sau chị sự chi phối khách quan, cái nào mạnh hơn, đáng sợ hơn? Tức là chi phối chủ quan từ năm quẩn, như là mình bị chi phối bởi chấp cái thường lạc ngã tịnh đối với các quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Còn một cái sự chi phối đối với khách quan như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, gọi là năm ngoại cảnh. Thì đời sống tu tập của chúng ta sợ cái sự chi phối nào nhất, cái nào mạnh và đáng sợ hơn? Thì câu hỏi này xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết là Thượng Tọa có thể trở lại để trả lời cái câu hỏi số 4 được hay không? Xin thỉnh Thượng Tọa. Sau khi trả lời xong, chắc có lẽ là Thượng Tọa Pháp Tân cũng đã nghỉ ngơi được ít lâu rồi. Và kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân nêu lên câu hỏi cho Thượng Tọa Pháp Tân. Bây giờ thì tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 4. Không biết Thượng Tọa có trước máy và có nghe được không ạ? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin Thượng Tọa dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Alo. Dạ, cảm ơn Nguyễn Ngọc. Dạ, cảm ơn Nguyễn Phong Lan. Thì ở trong cái câu thảo luận số 4 đó thì thì cái sự chi phối sự chi phối chủ quan từ năm thủ quẩn với sự chi phối khách quan năm ngoại cảnh, cái nào và đáng sợ hơn? Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái nội phần và cái ngoại phần đó, thì thật sự ra một khi mình nói mình sợ cái ngoại phần đó, thì nó không phù hợp.
bởi vì cái phiền não ở bên trong tâm của chúng ta, thì các bậc thánh đó, các ngài vẫn nhìn thấy cái năm cái tầng cảnh, nhưng mà các ngài đoạn trừ phiền não rồi nên các ngài vẫn không có bị tham ái sanh khởi, hoặc là sân hận, hoặc là si mê sanh khởi. Còn riêng về chúng ta là chúng sanh đó, thì đối với cái ngoại cảnh đó, thì trong vi diệu pháp gọi là cái quả hiện tại, bởi vì mắt và cảnh sắc nó cũng là 18 cái tâm mà chúng ta gọi là tâm vô nhân á, nhãn thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức tiếp thu quan sát thọ xả quả thiện quả bất thiện, thì nó chỉ là những cái tâm quả vô nhân thôi. Nhưng mà khi mà tới tiếp thu á, tới tới đoán định á, thì cái tâm khai khai ý môn nó làm việc đoán định trong nội ngũ đó, hay là ý thì khai ý môn làm việc trong khai lộ ý đó, thì khi đó đó tham ái nó sanh khởi, tham ái nó sanh khởi. Nên đó, nếu mà chúng ta nói rằng cái ngoại cảnh đó, đáng sợ thì thật sự cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là cái nội tâm của chúng ta. Vì cái nội tâm chúng ta còn phiền não, nên nó xảy ra những cái việc mà ở đời người ta làm được bao nhiêu cái chuyện ác, cũng từ cái tâm tham ác, sân ác, tà kiến ác. Họ bất ý ác, không có sợ tội lỗi, không sợ nhân quả, nên họ làm việc thân thích sanh, trộm cắp tài dâm, làm việc khẩu nói ác, dâm tục siêu dệt, nói nhảm nhí ít. Nhưng mà từ cái ý ác, ý tham ác, ý sân ác, ý tà kiến ác, cái điều đó mới là đáng biết bao nhiêu cái tội lỗi trong đời, bao nhiêu cái hành động tội ác của con người làm ra đó, nó đều là do cái thân khẩu ý thôi. Mình cũng gọi là tâm của chúng ta đó, chứ thật sự đó, nếu mà chúng ta nói rằng cái ngoại cảnh hay là cái giác quan đó, thì thật sự cái điều đó nó cũng không là cái gì. Bởi chúng ta thấy những người chết họ vẫn có mắt, vẫn có tai, vẫn có mũi, vẫn có miệng, vẫn có thân, vẫn có tâm, vẫn có thân, nhưng mà tâm của họ thì họ đã rời bỏ cái thân ngũ uẩn rồi. Cái tâm tục sinh hậu kiếp, cái đời sống đó nó không có, thì những cái tâm bất thiện thiện nó không có. Còn cái tâm hậu kiếp tái tục nó là cái tâm chủ quan, để rồi cái tâm khách quan nó sanh khởi lên. Mình gọi là cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại đó. Bởi vì cái thọ duyên cho ái, ái là nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại, và nó đưa đến nghiệp hữu và có vô minh và hành. Đó là năm cái điều kiện mà chúng ta gọi là năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại. Đời này có ra bây giờ nhân cũng năm, mà về sau quả lại thì là cũng năm. Chính nếu mà chúng ta nói rằng cái cảnh đó cũng nó cũng là cảnh thôi, rồi cái sắc chúng ta cũng là sắc thôi, nhưng mà vì cái danh nó nương vào cái sắc này, nó làm được cái thân chúng ta làm việc sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, với cái tâm tham ác của chúng ta đó, chúng ta làm việc đó. Rồi với cái tâm đó, nó tục sinh đó, rồi cái tâm tham sân si nó sanh khởi, điều kiện đó để cho mình ác cái tâm thật để tiêu diệt nó, những là nhảm nhí ít. Như vậy thì thật sự chúng ta nói cái tâm của chúng ta nó vì còn phiền não, rồi chúng sanh còn phiền não tạo biết bao nhiêu cái tội ác. Chứ còn thật sự ra đó, cái quả hiện tại á, ví dụ mình nói rằng mình có cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó cũng chỉ là cái quả hiện tại thôi. Mình vẫn nhìn được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà nếu mình không có phiền não thì mình trở thành bậc thánh rồi. Nhưng mà vì mình có phiền não nên khi một cái người mà chúng ta thấy ở đời, bất luận là người nào, họ không tin là thần thánh, nhưng mà chúng ta thấy họ có mắt á, họ vẫn 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 không từ bỏ tham được, nên họ tham danh, tham lợi, tham quyền lực, tham tài sản, tham của cải bất chính, thì chúng ta thấy nó đều là do mắt thấy, do tai nghe, nghe người ta đưa bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ, đưa nghe được cái lợi tức từ những cái chuyện mà mình làm những cái việc phi pháp, mà như là những người ăn hối lộ, lòng tham vô đáy, ví dụ vậy, thì họ cũng chỉ là những cái nghe người ta nói, rồi họ ăn uống, họ xúc chạm với thân của họ, họ phục vụ cho cái việc mà ăn ở của họ, nhà cửa, rồi biệt thự, rồi dinh thự, rồi biệt phủ, rồi đủ thứ, thì chúng ta thấy rằng đều là những cái chuyện mà
từ cái tâm tham của họ mà họ làm ra biết bao nhiêu cái tội lỗi đó thôi. Chứ thật sự ra mắt khi mà họ chết đó, thì cái thân họ cũng còn nằm đó, nhưng mà cái tâm phục sinh của họ đó nó không có nữa, và những cái tâm tham sân si nó đưa một cái tâm phục sinh không có nữa. Nên thường thường chúng ta gọi là cái quả hiện tại để nối với cái nhân hiện tại. Và cái nhân hiện tại đó mình gọi là động lực đó, thì nó có động lực 8 tâm bất thiện, tham, rồi 2 tâm sân, rồi 2 tâm si, rồi 8 tâm dục giới tịnh hảo, rồi di tác dục giới tịnh hảo, hoặc là 9 tâm đáo đại, 9 tâm di tác đáo đại, rồi làm việc động lực của bậc thánh hay của phạm nhân. Thì chúng ta khi chúng ta học thì chúng ta thấy rằng cái chính cái tâm tham nó mới nguy hiểm, vì chúng ta luân hồi đời đời kiếp kiếp cái tâm tham nó vẫn mạnh mẽ, nên chúng ta thấy những loài thú nó cũng tranh đấu, cũng chém giết lẫn nhau để nó giành cái phần giao hợp, duy trì nòi giống, giành sự ăn uống, rồi nó giết hại lẫn nhau để nó ăn uống. Thì chúng ta thấy như vậy nên chúng ta mới thấy rằng cái tâm phiền não chúng ta nó mới nguy hiểm. Chứ còn nếu mà chúng ta hết phiền não rồi thì cái tâm chúng ta nhìn tâm nhãn thức nhìn trần cảnh cũng không có gì tội lỗi. Tâm nhĩ thức nhìn nghe cái cảnh thinh, tâm tỷ thức ngửi hơi mùi, tâm thiệt thức nếm cái vị, tâm thân thức và xúc chạm và khê mắm thì cũng bình thường thôi, nó cũng không có là cái gì hết. Bởi chúng ta thấy những bậc thánh vẫn còn sống, giác quan vẫn có, nhưng cái tội lỗi các ngài không có thôi. Còn chúng sanh thì có giác quan, có cái trần cảnh và có những cái tâm phiền não. Nên Đức Phật gọi là nhân duyên, đó là nhiều cái điều kiện, chứ không phải là do giác quan, cũng không phải là cảnh sắc, cũng không phải là do nhận thức. Cái điều kiện khi mà những cái giác quan, những cái cảnh sắc, những nhận thức, nhưng mà nó có những cái tâm tham, sanh khởi và trộm cắp, những sự tà dâm, những việc mà sang đoạt của cải người ta để mình hưởng thụ những cái dục lạc từ những cái tâm tham của mình, nó thúc đẩy mình làm việc ác. Như vậy thì trong cái câu thảo luận số 4 đó, cái sự chi phối chủ quan từ năm quẩn đó, cái sự chi phối chủ quan từ năm quẩn đối với sự chi phối khách quan là năm ngoại cảnh, thì cái nào mạnh, cái nào đáng sợ? Thật sự đó, năm quẩn đó, thì các vị thánh vẫn còn năm quẩn, nhưng mà khi nói đến thủ quẩn đó, thì phải là do ái duyên cho thủ, mình gọi đến phiền não. Còn năm quẩn thì các cảnh vẫn có sắc thọ tưởng hành thức quẩn, nhưng mà các ngài không có phiền não, nên mình gọi cái dùng từ năm thủ quẩn. Thủ là muốn nói đến cái tham mạnh, ái mạnh thành thủ, rồi mà mình thủ, mình ôm ấp những cái sự ôm ấp sắc thinh khí vị xúc, nên mình làm tổn thương người khác, mình chiếm hữu của người khác, mình hưởng thụ những cái người khác thấy phải bắt buộc những người khác phải phung phụng cho mình. Rồi chúng ta thấy vua chúa với những người quan quyền họ cũng đều cung phụng, họ bắt những người khác cung phụng và họ tìm cách để những người khác phải cung phụng cho họ bằng cái phu cao thế nặng, rồi hưởng thụ những dục lạc, những đời thanh triều, những đời vua chúa, và chúng ta thấy như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 4 đó, thì chúng ta nói cái gì đó, mình dùng cái từ năm thủ quẩn đó là ái mạnh thành thủ, mà người nào có ái như vậy đó thì người đã làm tổn thương đời. Nên Đức Phật thì thường nói là có làm thiệt hại ruộng vườn, lòng tham làm hại nhân vô vàng, có làm hại ruộng vườn, sân làm hại thế nhân vô vàng, có làm hại ruộng vườn, lòng si làm hại thế nhân vô vàng, có làm hại ruộng vườn, lòng dục làm hại thế nhân vô vàng. Độ người dứt tuyệt dục dục sân, phước càng to lớn, đức càng thâm sâu. Chính vì Đức Phật ngài là bậc đại đạo sư, ngài đã tế độ cho người ta từ bỏ tham sân si dục, nên những người phàm đã bậc thánh, ngài mới đáng cho đời người đảnh lễ là bị trị những cái bệnh phiền não, một vị lương y tài ba là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái người mà chúng ta thấy những vị thánh mà mới có 7 tuổi thôi, rồi Đức Phật xác định là vị A La Hán rồi, thì dù đó vị đó từ 7 tuổi cho đến 120 tuổi cũng vẫn không có bao giờ có những việc sắc thanh trộm cắp. Nên nó thường thường quý vị thấy người ở đời bây giờ người ta có thể nói ông đó là thánh, ông đó là có tiên tri, ông đó là như thế này thế kia, người ta đời người ta nói như vậy. Nhưng mà người đó được người ta theo dõi vẫn có những cái hành động thủ dâm, những cái hành động mà tàn ác giết hại những người hiền lương, cướp của án tận lương tâm, mà chúng ta vẫn thấy
có những Đức Phật này mới nói rằng nếu tên thánh không còn giới hệ, còn giới hệ chẳng phải thánh đâu. Thánh là hiện đức thanh cao, chẳng còn giới hệ đâu cầu chúng ta. Nếu là một thánh thôi là tu được quần thôi, cũng không bao giờ phạm những cái tội. Nếu mà phạm cái tội nhỏ nhặt, cái thánh nói thôi, chứ ngài không bao giờ mà giấu giếm. Còn thấy rằng người ta xưng ông này thánh, ông kia thánh, ông kia nọ, nhưng mà thật sự là thánh do người ta xưng thôi, người ta phong thôi. Chứ không phải là thánh tâm đâu, tâm thánh đâu, không phải cái tâm, không phải là tâm thánh. Mà chúng ta thường biết trong Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng bất lượng là người nào còn tái sanh đó, đều là do tham ái mà đưa đến tái sanh. Và người đó phải chứng minh cái sự đoạn trừ tham ái để trở thành vị cao ái thì mới gọi là vị thánh. Chứ còn Đức Phật đó thì ngày đã khẳng định rằng dù là Đức Phật cái kiếp cuối cùng cũng tái sanh do phiền não, mà ngày đoạn trừ phiền não dứt bỏ Bồ Đề người thành thánh. Nên thường Phật giáo không có xác định ai là một bậc mới vừa sanh là thánh. Giáo Nguyên Thủy phải trải qua cái thời gian tu tập đoạn trừ những cái phiền não tâm và được người đời xác nhận, được các cái bậc mà có tâm thông đó, biết được là người đó là bậc chứng đắc được khi mà đoạn trừ phiền não mới giáo hội mới phong là phải giáo hội tăng già xác định là những vị đó thánh do Phật ngài xác định vị đó phiền não. Thì ở trong cái câu thảo luận số 4 thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì có thể là thỉnh nếu còn cái câu thảo luận số 5 thì quý vị quan hỷ đưa lên rồi thỉnh thường tọa pháp tăng hoặc là vị giảng sư nào có thể chia sẻ tiếp cái câu thảo luận. Dạ, sao tôi kính tri ân thượng tọa Phật Đàn rất nhiều, kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu thảo luận. Giờ này thì chúng tôi xin được thảo luận cái câu số 5, thảo luận số 5. Phải chăng sự ái chấp trong những thiện sự, phước báo đôi khi cũng có thể làm trở ngại cho hành giả tu tập? Chúng ta thấy rằng là cái ái này nè, nó rộng lắm và nó tiềm ẩn ở nhiều khía cạnh, chứ không phải là chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình làm trong cái thiện sự gì là hoàn toàn là nó tốt hết. Ví dụ như là mình tạo cái thiện sự nhưng mà mình mong muốn rằng cái suy nghĩ của mình để sao mình sanh lên làm cái người đẹp, mình để cho người khác đeo đuổi mình, hoặc là mình sanh lên để làm một cái người giàu sang để mình có quyền quý vậy đó, hoặc mình có danh vọng, hoặc là mình mong rằng là mình làm vua làm chúa, hay sanh làm một vị chư thiên, một vị thiên đó, rồi mình được phước của thiên sắc, thiên vương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng, thiên tọa lạc đó. Thì khi mà mình có những sự mong muốn, ước muốn ở trong tương lai mình là vậy, kiếp hiện hữu ở tương lai, thì cái đó nó thuộc về cái ái, ái chấp ở đời sống tương lai, ái chấp mơ ước ở trong tương lai. Giống như chúng ta nói rằng là cái sự mong muốn của mình thì có pháp dục và có tác dục. Mặc dù là cái dục ở trong tứ chánh cận, tứ nhĩ túc đó, thì trong đó có cái gọi là dục nhĩ túc, tức là ý muốn. Mà ở đây chúng ta hiểu đó là pháp dục, ý muốn thiện. Nhưng mà cái ý muốn thiện đó, mình làm việc thiện, nhưng mà mình từ cái việc bố thí, cúng dường, từ cái việc trì giới, từ cái việc cung kính phục vụ gì, mình làm bất cứ cái thiện sự gì, nhưng mà mình vẫn mong muốn là ở tương lai nó là như vậy. Thì cái đó vô hình chung nó do cái ái chấp, mà vô hình chung nó sẽ kéo dài cho đời sống luân hồi của mình. Cho nên là rút cuộc lại là mình sanh lại đời sau do cái phước của mình làm như vậy, rồi do cái ý nguyện của mình là như vậy, cái mong muốn của mình là như vậy. Cho nên là nó lại là vẫn tiếp tục kéo cho mình cái đời sống luân hồi mình kéo dài để mình hưởng cái đó. Nhưng mà sự thật ra thì rõ ràng là còn có thể sanh
phước như các vị thiên ở các cõi trời dục giới thì cũng khổ thôi. Nhà khổ là sao? Họ có cái hoại khổ, có cái hành khổ. Cái hoại khổ tức là cái các cái cảm thọ của họ nó sinh diệt, nó biến đổi. Như chúng ta nhìn này nè, mình có cảm thọ chứ, lúc mình vui mình buồn, lúc mình bình thản, lúc mình vui mình buồn mình bình thản, cứ tiếp diễn hoài ở trong các cái cảm thọ của mình. Và do các cái cảm thọ nó thay đổi đó thì mình cảm thấy nó là hạnh phúc. Nhưng mà sau với một cái thời gian như vậy đó, qua một cái cảm thọ đó như vậy thì rốt cuộc lại là tạo nên cái khổ. Giống như mình nói mình ngồi lâu thì mình bị mỏi lưng, ví dụ vậy. Rồi mình nằm xuống mình mệt mỏi, mình đi hoài thì mình mỏi chân, ví dụ vậy. Thì cái gì mà nó hoài á, nó kéo dài thời gian hoài thì chúng ta sẽ thấy nó là khổ, thấy nó là khổ. Và cái biến hoại á, cái biến hoại là như vậy, tức là ở trạng thái này sang tới trạng thái khác, đó là sự biến hoại. Cho nên là cái hành khổ ở trong Phật giáo muốn nói đến á, tức là các chúng sinh có cái hành khổ đó, hành khổ đó. Rồi có cái hoại khổ, tức là hả, nó biến đổi, thay đổi. Từ ở nó có rồi nó mất đi, các cái cảm thọ của mình vậy. Rồi các cái sự thay đổi ở các cái trạng thái, từ ở các trạng thái vui buồn bình thản, vui buồn bình thản, bình thản vui buồn, cứ như vậy. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng qua từ trạng thái này qua tới trạng thái khác đó là hạnh phúc. Như là mình ăn no, mình đói, mình ăn được ăn miếng, mình cảm thấy là mình hạnh phúc. Nhưng mà rồi lát sau là mình no quá thì mình lại là cảm thấy nó hạnh phúc, mệt mỏi. Rồi bắt đầu là mình để cho đói lại, đói thật đói thì bắt đầu là nó lại là hạnh phúc. Đói lại là mình hạnh phúc. Nhưng mà đói quá đói thì bắt đầu lại là đau khổ. Giống như mình nói rằng mình ngủ, mình buồn ngủ quá, mình ngủ được là hạnh phúc. Nhưng mà sau khi mình ngủ rồi đó, thì ngủ rồi đó, ngủ quá nhiều đó, thì nó cũng không còn là hạnh phúc nữa. Cho nên ở đây đó là các cái hạnh phúc của mình có được là do các cái cảm thọ nó thay đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái khác. Và hành khổ hay là hoại khổ, tức là cái sự biến đổi đó và cái sự không còn tồn tại ở trạng thái này sang trạng thái khác, nó thay đổi biến đổi hoài, đó là khổ. Cho nên ở đây có thể nói rằng cái ái chấp của mỗi chúng ta đó, cái ái chấp đó, bất cứ chúng ta làm việc thiện gì mà chúng ta có ái chấp ở trong tương lai, tức là mong muốn ở tương lai là mình phải là như thế này, mình phải như thế nọ, mà cái hiện hữu đó là khổ, có hiện hữu là khổ. Còn nếu như một người mà tạo phước thiện, mình nói là mình bố thí, mình trì giới, mình tu thiền, cung kính phục vụ, học pháp, nghe pháp gì đó, thì khi mà mình tạo những cái phước đó là mình mong rằng với cái sự tu tập của mình, với thiện sự này, và đưa đến cái việc mà mình gột bỏ những cái phiền não, cái bận nhơ, tham sân si ở trong nội tâm của mình, rồi để mà mình sớm được giải thoát, thì cái thiện sự này nó không phải là cái sự trở ngại. Nhưng mà cái thiện sự mà mình mong muốn làm ở tương lai như thế này thế nọ để mình hưởng thụ nó đó, dù là thiên hay là nhân, người hay là trời, mình hưởng phước những cái đứa đó còn tồn tại, mình mơ ước thì nó kéo dài cái đời sống luân hồi của mình. Thì hả, nó kéo dài đời sống luân hồi thì nó là trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình thôi. Nó là như vậy. Cho nên ở đâu mà có cái ái chấp đối với cái tham dục, thì cái ý muốn ở trong cái sự ái chấp, nhưng mà cái pháp dục là ý muốn mà chúng ta muốn làm điều thiện để mong được sự giải thoát. Còn cái tác dục tức là cái ý muốn của các bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô lậu, các ngài có cái ý muốn thiện. Ví dụ như các ngài thuyết pháp độ đời, các ngài đi trì bình khất thực để cho chúng sinh khác gieo duyên, như vậy. Thì cái việc đó không có nghĩa các ngài tạo phước cho các ngài, mà là cái việc làm chỉ là làm vậy thôi, chứ nó không phải là đưa đến cái kết quả. Ngay cả quả thiện cũng không có. Bởi vì cái gì mà còn cái quả thiện hay là quả ác thì nó còn là tương đối, còn luân hồi.
Nhưng mà cái tác dục đó, tức là cái ý muốn của các vị thánh vô lậu giải thoát đó, thì các ngài chỉ có ý muốn thôi chứ nó không đưa đến kết quả. Còn cái tham dục dĩ nhiên là đưa đến luân hồi khổ đau. Còn cái pháp dục là cái ý muốn thiện, mà muốn tu tập những điều thiện, và chúng ta muốn tu tập những điều thiện đó phải là nhờ cái yếu tố là mình muốn được sự giải thoát, thực hành những điều thiện để được cái sự giải thoát, thì cái đó mới thực sự là mang đến cái sự an lạc, an vui cho mình. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy trong những cái hành động nho nhỏ thôi, trong những cái hành động nho nhỏ, hành động thiện nho nhỏ thôi, nhưng mà mình không khéo ở trong đó thì lại kéo cho cái mình đời, kéo dài cho cái đời sống luân hồi của mình càng dài thêm, mà nhiều khi tạo ra cái sự khổ rất là nhiều. Nó bắt nguồn từ ở cái ái chấp đó, mà ở đâu có ái chấp thì chúng ta thấy là nó có trở ngại, nó có trở ngại cho đời sống tu tập của mình. Vì vậy thì mình có làm cái thiện sự gì đó thì cũng mong là với cái nhân này, nhân lành này, việc thiện này, để gột sạch phiền não, để cho mình sớm chấm dứt sanh tử luân hồi, đoạn tận những phiền não để chấm dứt sanh tử luân hồi. Phật ra đời thì Phật cũng dạy có hai cái điều là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt sự khổ. Và ngài dạy điều đó nó bao gồm cả tứ đế, bốn sự thật. Cho nên là nếu như một người mà Đức Phật ngài nói cái sự khổ vậy để rồi ngài mới dạy cho cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, và chấm dứt khổ chính là niết bàn, không có tái khởi hiện dựng của năm quẩn, không có mặt của năm quẩn, không có những cái tồn tại của phiền não. Thì nơi nào không có tồn tại của phiền não, không có tái khởi của năm quẩn, thì nơi đó là sẽ là sự giải thoát. Còn bây giờ mình nhìn lại ở trong tam giới này, dục sắc và vô sắc á, thì chúng sanh tồn tại dưới các cái dạng tứ quẩn, dưới các cái dạng nhất quẩn, dưới các dạng ngũ quẩn. Còn ngoài cái thế giới này ra thì đó là niết bàn. Bởi niết bàn nó thuộc không thuộc quẩn nào, nó ngoại quẩn. Còn còn cái gì mà còn tồn tại thì nó còn là còn khổ đau, dù ở trên cái khía cạnh này hay hoặc là một trạng thái khác, góc độ này góc độ khác, thì cái khổ nó vẫn có đối với những cái người mà còn luân hồi. Nên là chúng ta thấy cái bài kệ mà khải hoàn của Đức Phật đó, trong kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật có dạy là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Xây dựng nhà này là xây dựng cái gì? Xây dựng nên cái thân năm quẩn của chúng ta. Chúng ta tồn tại dưới dạng năm quẩn, hay là tồn tại dưới dạng nhất quẩn, hay là tồn tại dưới dạng tứ danh quẩn, thì cái đó là cái tồn tại là có mặt ở trong cái ngôi nhà, tức là năm quẩn này. Nhưng mà cái gì, ai đã xây dựng cái ngôi nhà này? Chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Cái đó là cái căn nhân của phiền não. Do có cái đó cho nên là cái người mà xây dựng ngôi nhà ngũ quẩn này đó là chính là vô minh, đó là tham ái, đó là chấp thủ. Cho nên ngài nó mới nói là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Đó nghĩa là, rồi cái câu sau thì Đức Phật ngài nói là người làm nhà này, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, thân ta, tâm ta đạt tịch tịnh, không tái hiện đời không luân, luân hồi sanh tử nữa. Ý đại Phật, đại khái Đức Phật ngài dạy vậy. Có nghĩa là cái người mà làm nhà đó, nó không có cơ hội để xây dựng ngôi nhà nữa. Có nghĩa là tận diệt phiền não. Và khi mà tận diệt phiền não thì rộ cột kèo vui mè vậy đó, không có dựng định được nữa. Đó là cái người mà xây dựng ngôi nhà này không còn tạo lên được nữa, thì rui mè không có dựng. Nói vậy là sự tồn tại của năm quẩn không có, không có. Vì vậy cho nên là nói gì thì nói, thì có nghĩa là một người mà tu tập phước báo thiện sự,
thì cũng chỉ mong là để tận diệt được cái phiền não, sớm chấm dứt sanh tử luân hồi, đoạn tuyệt phiền não để chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là điều cần thiết. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo dựng những cái công đức thiện sự, cái thiện sự ở trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta nghĩ rằng là nếu chúng ta sanh làm người thì sẽ được thỏa mãn cho cái này cái kia đó, danh vọng địa vị giàu sang gì, cái gì bất cứ cái gì, mà như vậy ở trong cõi người cõi trời nó là cũng cái sự chướng ngại hết, chướng ngại bởi vì nó do cái ái chấp tạo nên, do nó cái ái chấp, và do cái ái chấp cho nên là kéo dài cái đời sống luân hồi nhiều chừng nào, nhiều nhiều chừng nào, nhiều chừng nấy, nhiều và nhiều rồi thì khổ đau nó sẽ kéo dài hoài vậy. Trong cái ý nghĩa là vậy, cho nên chúng tôi có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi thứ năm này, hình như là hết rồi phải không quý vị? Nếu mà hết thì thôi, chúng ta cũng còn 1-2 phút nè, tổng kết. Và trước khi dứt lời thì kính chúc đảnh lễ chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử sự an vui tiến hóa. Bây giờ mời quý vị lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thú lành thai. Con Khai Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dịu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Già. Yang kincit kusala kamang kapa pangiri yang memangkaye nawaja manasa didasve sukatang katang yeta tasanyino artiye jasata asanyino katang bunya palang mayan sapi paki pawantu te yetang katang suri tang gendang bunya palang majaje jasata Anacanan di deva ganto alive kayum sape lokam iye sata jiwanta harane duka manunyam pojanan sape lapanto mamaki kalpati. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi đừng mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hontu nirontarang o tu sapang sumang kalang kakan tu sapa
chúng